Majin Buu là tên gọi chung cho một quái vật được sinh ra cùng với vũ trụ và có sức mạnh cực kỳ lớn. Trong suốt bộ Dragon Ball, Majin Buu đã biến đổi hình thái rất nhiều lần và mỗi lần lại có một tính cách và mục đích khác nhau. Majin Buu được sinh cùng thời điểm với vũ trụ 7, hấp thụ sự tà ác và trở nên mạnh mẽ. Trong thời gian này, có tên pháp sư tên BDD dùng ma thuật của mình điều khiển và khống chế Majin Buu làm cô máy giết người, tiêu diệt hầu hết các Kaioshin. Trong rất nhiều nỗ lực, các Kaioshin còn lại đã tiêu diệt được BDD và phong ấn Majin Buu vào một quả cầu giấu tại trái đất. 5 triệu năm sau, BDD là con trai của BDD cùng Zabura đến trái đất nhằm phá bỏ phong ấn và mang Majin Buu trở lại. Majin Buu có một cơ thể giống như cao su nên hắn có thể tự kết tính lại nguyên dạng ban đầu, dù cho nó có bị nổ tan thành hàng ngàn mảnh hay kể cả bị đốt ra tro thì hắn mới có thể tái tạo lại cơ thể. Tuyệt chiêu của hắn là nuốt mọi thứ vào bụng để hấp thụ và gia tăng sức mạnh. Đó là lý do vì sao có rất nhiều phiên bản Majin Buu khác nhau trong Dragon Ball. Chào mừng các bạn đến với Manga Anime Official. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm lại 10 trạng thái mạnh nhất của Buu nhé. Trạng thái đầu tiên là Fat Buu. Đây là hình dáng của Majin Buu khi xuất hiện lần đầu tiên ở bộ Z, được BDD tháo mở phong ấn. Được biết, Fat Buu có hình dạng trông có vẻ phúc hậu như vậy là do trước đó hắn đã hấp thụ được Grand Supreme Kai. Với bản tính ngây thơ như một đứa trẻ nên Buu mập đã bị tên phù thủy xấu xa BDD lợi dụng. Hắn đã tiêm nhiễm những thứ không tốt vào đầu Buu, làm anh mù quáng làm theo lời hắn, tàn sát người dân vô tội một cách vô tư như một trò chơi, chứ bản chất của anh không hề độc ác. Trạng thái thứ hai của Buu là Good Buu. Buu này vẫn giữ hình dáng béo hiền nên vẫn có thể gọi đây là Fat Buu, nhưng tính cách đã được loại bỏ hoàn toàn cái xấu xa. Chính lòng thành của Mr. Satan đã cảm hóa được Buu. Tuy nhiên, vì bản chất vốn là kẻ thuần ác không có tư duy nên Buu béo cũng chỉ như một đứa trẻ, chỉ nghe lời Satan và sẵn sàng giết người nếu Satan yêu cầu. Trạng thái tiếp theo là Evil Buu. Evil Buu được hình thành bởi cái ác lớn dần trong cơ thể Fat Buu. Đây có lẽ là lần đầu tiên khán giả cảm thấy sợ Buu với ngoại hình hoàn toàn thay đổi. Hắn tàn ác và muốn hủy diệt mọi thứ. Trong một lần tức giận, Fat Buu đã làm thức tỉnh phần nhân cách xấu trong mình nên Evil Buu được phóng thích. Cả hai đã giao đấu với nhau, sau đó Ma Buu Com này đã lừa Ma Buu Mập sập bẫy rồi biến anh béo thành thanh chocolate để sơi tái và tiến hóa thành Super Buu. Trạng thái thứ tư có tên gọi là Super Buu. Đây là một dạng của Majin Buu khi tên Ma Buu Com hấp thụ tên béo, và đây được coi là hình thức mạnh nhất của Buu. Buu này có khuôn mặt giống với dạng nguyên thủy nhưng thân hình đã cân đối hơn rất nhiều. Về sức mạnh thì là sự kết hợp của cả Buu béo và gầy, và mạnh hơn vì đã mất đi sự bao dung của Grand Supreme Kai. Chúng ta cùng đến với trạng thái thứ 5, Fusion Buu. Sau khi bất phân thắng bại với Goten trong phòng tinh thần và thời gian thì Buu đã thoát được ra ngoài và ăn hết tất cả nhóm bạn, trong đó có cuộc tái đấu với Goten. Tuy nhiên, lần này bằng nhiều mưu mẹo, hắn đã hấp thụ được cả Piccolo và Goten. Vì Goten mạnh hơn Piccolo nên lúc này Buu mang trang phục của Goten. Một thời gian sau, phép Fusion Dance kết thúc thì Buu lại mang trang phục của Piccolo, vì lúc đó Piccolo mạnh hơn Trăng và Goten. Trạng thái tiếp theo có tên là Sao Buu. Sao Buu là một trạng thái vô cùng mạnh mẽ, mặc dù chỉ được xuất hiện trong một thời gian ngắn. Khi Buu hấp thụ nam thần tối cao Kai, hắn đã đạt được một nguồn sức mạnh khổng lồ. Trong trạng thái này, Sao Buu có thể chống lại Kid Buu. Trạng thái thứ 7 của Majin Buu là Human Buu. Khi Buu hấp thụ được Gohan, đã trở thành Human Buu, một hợp thể được xem là mạnh nhất của Majin Buu. Khi vừa kế thừa sự đẹp trai của Gohan, vừa có được luồng sức mạnh khủng khiếp của anh. Tại thời điểm này, hắn có được hình dáng Human Buu vĩnh viễn
với sức mạnh hơn 100 tỷ. Trạng thái thứ 8 mang tên Kid Buu. Đây là nguyên dạng ban đầu của Buu, một cô máy chỉ biết giết chóc, tàn sát, không một chút nhân tính. Buu đã hủy diệt nhiều thế giới dưới mệnh lệnh của BBD. Dưới hình dạng này, Buu tiêu diệt 4 đại thần tối cao của vũ trụ, chỉ một người trong số đó thoát được. Kid Buu là nguyên mẫu đáng sợ nhất của Majin Buu. Để đánh bại Kid Buu, Goku đã phải sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình là Spirit Bomb. Trạng thái tiếp theo mang tên Up. Sau khi Kid Buu bị tiêu diệt, thì Goku đã xuống âm phủ, xin Diêm Vương cho hắn được đầu thai thành người tốt. Up chính là kiếp sau của Kid Buu, với cái tên lộn ngược, nhưng sức mạnh thì chưa được khai phá hết. Goku làm điều này vì muốn một lần nữa đấu với Majin Buu bằng sức lực của chính bản thân mình. Trạng thái cuối cùng, và cũng có thể coi là trạng thái mạnh nhất của Majin Buu, chính là Mazu Up. Trong phần cuối của Dragon Ball Z, để cứu thế giới thì Up đã kết hợp với phép Buu và mang đến một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Mazu Up có thể đã trở nên mạnh hơn cả Super Buu sau khi cậu bé Up đã vượt qua được đợt huấn luyện gắt gao của Son Goku. Tuy nhiên, sức mạnh thật sự của Mazu Up như thế nào thì chúng ta vẫn chưa đánh giá được. Thế nhưng, bằng việc thách đấu với Baby, ta cũng đã tưởng tượng được Mazu Up không hề yếu khi cậu đã chiến đấu không hề kém cạnh trong trận chiến này. Vừa rồi là top 10 trạng thái mạnh nhất của Majin Buu mà mình muốn đưa đến cho các bạn. Nội dung của video tiếp theo sẽ hoàn toàn do các bạn quyết định. Vì vậy, hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để chúng mình biết nhé. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Manga Anime Official. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn like, subscribe và đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ ở phía bên phải để nhận được những thông báo mỗi khi chúng mình ra video nhé.